đấy là đường Nguyễn Huệ. Bây giờ là tôi bắt đầu ra chợ Vinh nha, bây giờ bắt đầu nổ máy đi ra chợ Vinh mọi người và các bạn nha. Đấy. Đấy, đường một chiều đấy, bây giờ mà tôi ở quê tôi vào đây đi bằng xe máy cũng gần 2 tiếng đồng hồ mới vào. Mọi người bây giờ tôi ra giới thiệu với mọi người các cái cảnh ở chợ Vinh nha mọi người nha. Bắt đầu tôi đi đến nhà. Đấy, mọi người ơi, bây giờ tôi là có mặt ở cổng chợ Vinh ơi. Đấy, ở cổng chợ Vinh ơi. Mùa hè nắng nóng. Đấy. Cổng chợ Vinh hôm nay mùa hè đấy mọi người và các bạn. Đấy, tôi đứng trước cổng chợ Vinh. Hôm nay nắng quá chi á, cũng quá nắng luôn. Đấy, bây giờ tôi để ở cửa hàng bán điện tử các cái quạt đủ các kích đủ các cỡ luôn mọi người và các bạn. Bây giờ đủ các cái cỡ luôn, bây giờ các cái mặt hàng tuyệt vời luôn mọi người. Mọi người thấy quầy hàng bán đủ các cái loài quạt đấy. Nếu như mọi người có nhu cầu thì đến cửa hàng đầu cổng chợ Vinh nhá. Đấy gặp bà chủ đây nha. Mọi người tôi đang rồi tức là đứng ở cửa hàng sửa chữa đồng hồ đây. Tức là chị sửa đồng hồ, tức là thờ đấy. Thờ sửa đồng hồ mọi người và các bạn. Đây. Đây là tiệm đồng hồ Quang Minh. À, Quang Minh tức là địa chỉ ở đúng hiệu sửa đồng hồ Quang Minh. Nếu như mọi người mà có nhu cầu thì vào hiệu Quang Minh nha. Bà Thành ơi. Đây. Ơi, có cần bán con kia đâu đây. Rồi. Quay đó à? Ừ. Quái đó thì đường gần trước quái. Đây nha, tức là cái linh kiện, tức là thờ sửa đồng hồ, mọi người có nhu cầu thì đến cổng chợ Vinh nha. Cổng chợ Vinh hôm nay đấy. Đấy, tức là đủ các loại đồng hồ mọi người và các bạn. Nếu như mọi người hỏng hóc cái gì về đồng hồ thì cứ vào hiệu Quang Minh đấy nha. Đây, tức là gặp chị làm thờ đấy. Chị làm thờ đấy. Chị làm đấy các cái màu mà đồng hồ với mọi người và các bạn. Thấy chưa? Rất ưng luôn. Tuyệt vời. Nếu như mọi người có nhu cầu thì vào cổng chợ Vinh. Quán của ta đây là Quang Minh hả? Đấy, tức là vào Quang Minh mọi người và các bạn nhá. Bên này làm thế. Đây, bên này đủ các cái mặt hàng luôn. Nha, bây giờ tôi vào ở chợ Vinh.
ở chợ Vinh hôm nay để giới thiệu mọi người và các bạn.